Số báo vừa qua của tuần báo Việt Weekly, chúng tôi thấy có một bài thơ rất đặc biệt của ông Dr. Yêu với tựa đề là Ưu và khuyết điểm từ chuyến đi Việt Nam của phái đoàn báo chí hải ngoại. Trong đó có chụp hình hai tấm hình, một tấm hình là ông chủ nhiệm tuần báo Việt Weekly bắt tay ông tổng lãnh sự Lê Thành Ân, và tấm kia là nhà báo Nguyễn Văn Hùng đang bắt tay ông đại sứ David Shear của Mỹ tại Việt Nam. Trước khi đi vào câu chuyện, ông có thể đọc bài thơ đó cho quý khán thính giả phố Bosai TV thưởng thức trước không ạ? Sẵn sàng để mà cống hiến quý vị những tư tưởng của ông Dr. Yêu về cái chuyến đi mà bốn ký giả về Việt Nam. Tôi không có mặt, nhưng mà tôi có thể dùng trí tuệ của tôi, óc não của tôi nhìn được những cái thành quả. Thuở ban lúc đầu tôi viết là 24 điều tuyệt vời mà bốn người ký giả này sẽ đem về cho độc giả, và bài thơ này được edit, tức là được tóm gọn lại bởi Etcetera, tức là ông tổng thư ký của Việt Weekly, và tôi xin phép để đọc để quý vị thưởng thức. Bốn ký giả gan dạ can đảm đã được Việt Nam mời làm trách nhiệm báo chí ở quê hương. Sau chuyến đi vô cùng bận rộn ấy, đã có nhiều điểm tuyệt vời. Phái đoàn bốn ký giả đã được nhà nước Việt Nam mời trở về Việt Nam, được hoàn toàn bảo trợ từ tài chính đến an ninh tối đa. Sự giàu có của tư tưởng tự do, dân chủ qua truyền thông báo chí được chứng minh. Qua những bài viết của ký giả Nguyễn Phương Hùng, tư tưởng về chính trị của nhà nước Việt Nam, báo chí đã được hỏi và được trả lời. Việt Kiều đã và đang vẫn đóng góp gửi tiền về nước. Tình hình kinh tế đang được Hoa Kỳ và các nước khác đầu tư dữ dội vào quê nhà. Vẫn du lịch về Việt Nam và vẫn đóng góp tài năng xây dựng. Các lãnh tụ chính trị kinh tế tốt nghiệp ở Hoa Kỳ hiện đang giữ các chức vụ quan trọng tại quê hương. Du học sinh đang du học tại Mỹ một cách rất là tăng trưởng. Các giáo hội được hoạt động và số tín hữu tăng rất là đông. Những tâm hồn yêu quê hương được các ký giả phỏng vấn qua lời nói, tư tưởng và hoạt động. Ký giả Nguyễn Phương Hùng từng là lãnh tụ chống cộng dữ dội, nay được đặt chân về quê hương, đang cảm phục sự tiến bộ của quê nhà. Chuyến đi vừa qua và các bài tường trình cho thấy những gì đang xảy ra tại quê hương. Câu kết luận, quốc gia nào cũng có những khiếm khuyết cần phải được sửa đổi. Dr. Yêu. Hãy đi từ cái câu kết luận, quốc gia nào cũng có những khiếm khuyết cần sửa đổi. Ý ông, hàm ý của ông về cái câu đó như thế nào? Ý là thế này, tôi muốn trả lời cho một số những người Việt Nam xa quê hương. Sau 75, họ còn những hận thù, họ còn những tư tưởng chống đối lại cái chính phủ đang điều khiển cái quốc gia quê hương trên dưới 90 triệu người. Họ còn muốn chống đối, tìm hết cách chửi rủa và nguyền rủa và tìm hết cách để không hợp tác, để không kết hợp lại tình tự dân tộc. Vì thế tôi nói với những người độc giả như thế, những người có tư tưởng như vậy, quý vị biết có quốc gia nào là toàn thiện toàn mỹ không? Ngay cả Hoa Kỳ là một thiên đường trên hạ giới, là một quốc gia vô địch, sự sung sướng đời sống là vào bậc nhất của vũ trụ loài người. Họ cũng có những cái khiếm khuyết, nhưng chúng ta làm sao để cùng đem tâm hồn, cùng đem sự khôn ngoan để xây dựng quê hương Việt Nam của chúng ta. Quý vị là dòng máu da vàng, máu đỏ, người đúng là người Việt Nam. Quý vị làm gì được để xây dựng quê hương? Tại sao không nghĩ đến cái trường hợp tích cực? Chống đối thì được cái gì? Bây giờ muốn dùng súng đạn hoặc là dao mìn lựu đạn để giết nhau để xây dựng quê hương sao? Cái điều đó có thực tế hay không? Và 37 năm rồi chúng ta đang nghĩ đến cái điều đó, và những điều đó đang từ từ biến mất trong tâm hồn, trong óc não, trong thế giới ngày nay, bởi vì chúng ta là người. Ông trời đã sáng tạo ra người có ba loại tình yêu mà quý vị tránh né không có được. Đó là tình yêu giữa con người, và đó là tình điểm thứ nhì, tình yêu giữa con người và quê hương. Quý vị muốn
bày tỏ tình yêu quê hương bằng cách giết lẫn nhau hả? Điều đó cha trời đấng thiêng liêng không cho phép một quốc gia nào làm điều đó. Tại sao quốc gia Hoa Kỳ lại chứa chấp tất cả những loại người mà những có đầu óc tàn bạo, hận thù? Bởi vì tình yêu thương. Quý vị không có tình yêu thương đối với quê hương tổ quốc, không có một sự tha thứ lẫn nhau, thì đầu óc não đó khi nhắm mắt, quý vị sẽ hận thù suốt đời và linh hồn không bao giờ siêu thoát được. Vì thế bất cứ quốc gia nào có những khiếm khuyết, chúng ta cùng nhau đem khôn ngoan, sự hiểu biết, cộng tác với nhau, chia sẻ, nói ra, thì những nhà lãnh tụ đúng ý của trời, họ phải học hỏi và họ sẽ sửa đổi và họ sẽ đem quê hương của chúng ta ngang ngửa với Hoa Kỳ để chúng ta sống một cuộc sống tràn ngập niềm vui, tình yêu và bình an của tâm hồn, đúng ý nghĩa là con người. Từ câu đó. Tuy nhiên về phía một số người chống đối cái chuyến đi, những cái chuyến đi về Việt Nam để làm phóng sự, hoặc là ngay cả những cái chuyến đi của các doanh nhân đi về Việt Nam làm ăn, họ cho rằng đó là một cách tiếp tay với lại chính quyền Cộng sản Việt Nam, hoặc là để tuyên truyền, hoặc là để bưng bô. Thì và cả những cái tư tưởng của ông vừa mới chia sẻ cũng có thể mang cái ý nghĩa đó đối với những người chống đối. Ông nghĩ sao về những cái ý kiến như vậy? Tôi rất là thông cảm. Tôi hiểu biết đủ tất cả những tư tưởng chống đối, họ có lý do của họ, bởi vì chính cá nhân họ có những mối hận thù, những sự thiệt hại trước 75, bởi vì một cái thế lực chính trị, thế lực quân sự lúc đó, họ chia làm hai bên, miền Bắc và miền Nam, và chiến tranh đã xảy ra, tức là sự hận thù đó không thể nào phai tàn được. Có những người có thể phai tàn được, nhưng mà có những người họ giữ cho đến khi nhắm mắt và họ đem qua thế giới bên kia, nếu có. Vấn đề là ở chỗ này, chúng ta công nhận sự hận thù đó cần phải được trả thù. Quý vị trả thù bằng cách nào? Và chúng ta đã trả thù bằng 37 năm rồi, bằng tư tưởng, bằng tất cả những hoạt động, bằng những bài thơ, bằng phút xì tem, bằng những lần họp hội lại, bằng những cuộc biểu tình dữ dội, bằng chửi rủa, bằng đủ thứ báo chí, bằng 36 kiểu mà tôi đã nói trong một cái chương trình radio. Và kết quả sau 36 năm, kết quả là một con số không to tướng. Bên kia chính quyền của người Việt Nam, bên đó họ đang đứng trong cái thế dữ dội, đang sống điều khiển, và họ đã chứng minh cho các cường quốc trên thế giới là họ đang đi trên vào một con đường tiến bộ và đang thực hiện tự do và dân chủ. Vấn đề quý vị cứ chống đối, tôi công nhận, tại vì quý vị không thể nào quên được cái mối hận thù gia đình, có người thân bị chết, tài sản bị mất mát, những oan ức, những bị đánh đập, những tù đầy. Chúng ta thực tế, tại sao chúng cứ giữ điều đó, mà giữ điều đó, cái kết quả là cái gì? Nếu có kết quả, tôi sẽ đi theo quý vị luôn. Trả thù được thì chúng ta trả thù, nhưng cái thế của chúng ta không trả thù được, bởi vì các cường quốc hiện tại người ta đang bày tỏ tình yêu thương. Tôi dám nói quý vị, quốc gia Hoa Kỳ, quý vị đã biết, hy sinh cả linh hồn và thể xác để bảo vệ Do Thái, và những năm kế tiếp đây, Hoa Kỳ, nếu Trung Cộng nếu mà đụng độ đến Việt Nam, Hoa Kỳ sẽ hy sinh linh hồn và thể xác để bảo vệ quê hương tổ quốc Việt Nam của chúng ta. Quý vị chưa bao giờ nghĩ đến cái tư tưởng này đâu. Vì thế tôi bằng lòng cái tư tưởng hận thù của quý vị ký giữ. Nhưng thực tế, chúng ta có những tư tưởng gì tích cực để có thể có kết quả, chúng mắt thấy, tai nghe và rờ được, thì tại sao chúng ta không làm? Quý vị không rờ được cái kết quả của việc mình làm, không thấy kết quả việc mình làm, chẳng nhẽ mình nhắm mắt trong thất bại à? Ok, quý vị cứ làm, tôi cho là đúng đi. Nếu quý vị thấy điều đó là đúng, đó là tư tưởng tự do mà, tự do và dân chủ ở điểm đó. Nhưng tôi nhìn thấy chỉ có một vài năm nữa thôi, Hoa Kỳ sẽ hết sức đem linh hồn và thể xác, đem tình yêu thương của một đấng sáng tạo để bảo vệ quê hương Việt Nam của chúng ta. Bởi vì người Việt Nam của chúng ta đã có mặt ở trên cái nước Hoa Kỳ này, đã đem tất cả những khả năng, những sáng tạo, những tư tưởng, những sự khôn ngoan tuyệt vời của cha trời mà đóng góp cho quê hương này. Hoa Kỳ biết được điều đó.
Hồi nãy ông có một cái chi tiết rằng là những người chống đối là vì họ có sự căm thù, vì sự mất mát từ sau năm 75. Tuy nhiên cũng có nhiều người họ có ý kiến cho rằng là họ không phải vì căm thù mà họ chống đối, mà họ chống đối vì những cái bất toàn trong chính quyền Việt Nam, vì Việt Nam vẫn còn chế độ độc đảng, không được đa đảng, vẫn còn không cho tự do tôn giáo, không cho các nhà bất đồng chính kiến có quyền lên tiếng. Vì lẽ đó mà họ muốn đấu tranh cho Việt Nam dân chủ hơn mà họ phản đối, chứ không phải là vì lòng căm thù về những mất mát cá nhân. Ông nghĩ sao? Với cái nhìn, đây là khía cạnh cái nhìn về chính trị, đúng không ạ? Cái tư tưởng đầu tiên thì tôi muốn nói đến cái sự tư thù cá nhân, tư thù của một cái xã hội mà bị tàn trù dập. Bây giờ tôi đề cập đến về chính trị, tôi xin phép để nói, và nhân dịp tôi nói luôn cho toàn thể vũ trụ loài người, về tình yêu không bao giờ có đúng và sai. Một người đã có gia đình rồi, một ông có chồng, một ông có vợ, một người cô gái có chồng, nhưng ra ngoài đường thấy một người đẹp tự nhiên rung động, cái đó không có tội. Nhưng mà điều hành cái tình yêu đó nó đúng đắn với cái xã hội, đúng đắn với nếp sống, lúc đó chúng ta mới có thể biết được cái đúng và sai. Về chính trị, tôi xin lỗi, không bao giờ đúng và sai trong cái cuộc đời này. Anh thích dân chủ hả? Anh cho dân chủ là đúng hả? Và anh thích Cộng hòa, anh cho Cộng hòa là đúng. Và xin lỗi, chỉ là một mặt của một đồng tiền. Đồng tiền phải có hai mặt. Không bao giờ đúng và sai trong quan điểm như quý vị cho người Cộng sản hiện tại người ta sai hả? Đó là điều mà chúng ta đang đề cập đấy. Quý vị sai đó. Sai lầm to lớn lắm. Người ta điều khiển một cái dân tộc trên dưới 9 triệu người 30 mấy năm rồi. Và người ta được các cường quốc chấp nhận. Người ta được các cường quốc chấp nhận là cái nước này đang ở trong một cái trình đoạn tiến bộ. Người ta, các giáo hội người ta công nhận là cái chánh thể này đang khuyến khích niềm tin. Người ta đâu có đàn áp về một vài người chống đối. Chỉ là một cái thiểu số, chỉ là một con kiến trong một cái sa mạc, một giọt nước trong đại dương, mà nói là cái con kiến đó là đúng à, là đại đa số à. Tôi cho rằng bây giờ có 100.000 người chống đối chính phủ, bất đồng ý kiến chính trị đối với cái quê hương Tổ quốc Việt Nam. Và xin lỗi quý vị là chống đối 90 triệu người đó. 100.000 có cái là cái quái gì đối với tôi? Quý vị sẽ suy xét rất là kỹ, mình nhìn chi tiết đơn giản nhưng mà nhìn tổng thể chúng ta đang đi một con đường méo mó. Chính trị không bao giờ đúng hay sai. Thực tế mới chứng minh được hiện tại chính thể đó, đảng đó đang đưa dân chúng Việt Nam tiến bộ. Đúng không ạ? Mà nếu họ không tiến bộ thì chứng minh chỗ nào không tiến bộ. Và xin phép để nói qua cái chuyến đi của 4 ký giả này, tôi hình dung những cao ốc, những cơ sở thương mại, những óc não của các thanh niên được phát triển tối đa, ngang ngửa với các sinh viên ở tại Hoa Kỳ. Và bây giờ sinh viên ở tại Việt Nam được qua Hoa Kỳ kêu là phát triển bộ óc. Có ai nhìn thấy điểm đó không? Tất cả những sĩ quan của chánh thể Cộng sản Việt Nam hiện tại đang tu học ở đây. Và người Mỹ, tất cả những lãnh tụ của nước Việt Nam hiện tại tốt nghiệp Đại học Hoa Kỳ. Các lãnh tụ đó và gia đình con cái của họ là óc não Mỹ. Quý vị chống Mỹ à? Những ý tưởng mà ông chia sẻ vừa qua nghe có vẻ còn có lợi cho chính quyền Cộng sản Việt Nam hơn là những cái điều mà ông Nguyễn Văn Hùng đã từng nói qua nữa. Nhưng vì sao ông Nguyễn Văn Hùng vẫn tiếp tục bị biểu tình hoặc là bị chống đối, trong khi ông thì lại hoàn toàn không bị những cái điều đó? Ông có thể giải thích? Tôi xin phép để đưa ra ông Nguyễn Văn Hùng là ông Nguyễn Văn Hùng. Và ông Nguyễn Văn Hùng bị chống đối tại vì ông Nguyễn Văn Hùng trước đây đã có ân oán giang hồ, đã có những xúc động, đã có những conflict, tức là những xung đột tư tưởng. Trước đây ông là một người chống cộng, đã có những cái đoàn thể chấp nhận. Bây giờ ông lại tự do ngang nhiên,
đạp chân đến dinh độc lập của một cái chánh thể mới, rồi ăn nói bình thường với các lãnh tụ mà những người ở đây cho là những lãnh tụ tàn bạo, dã man, rồi làm hại cho quê hương tổ quốc. Thành kiến tôi nói rằng nước Mỹ này chỉ có những máy móc có thể đập vỡ được các kim viên kim cương. Nhưng mà thành kiến của những người chống cộng ở đây á, không có một cái quyền lực gì, máy móc nào đập vỡ được những thành kiến tầm bậy tầm bạ. Duy chỉ có búa của một cái ông sáng tạo vũ trụ sẽ đập nát được những cái thành kiến mà sai lầm thôi. Bây giờ chúng ta giữ cái thành kiến sai lầm hay là giữ thành kiến đúng, ai sửa được? Ông quay lại giải thích vì sao ông không hề bị chống đối trong những cái tư tưởng của ông. Tôi đã gia nhập hội đoàn nào đâu, tôi đã chống đối ai đâu. Tôi chỉ nói những nhận xét, cái con mắt tôi nhìn về một cái chủ đề nào đó, tôi phân tích ra thôi. Tôi đâu có theo phe nào đâu. Tôi nói là quý vị theo Cộng Hòa, quý vị cho là đúng. Quý vị theo Dân Chủ, quý vị theo là đúng. Tôi nói chính trị không có đúng hay sai. Về chính trị, nó đúng vào lúc một thời nào đó thì cái thời đó cái đảng này nó sẽ nắm giữ cái chánh quyền nào đó. Rồi về chính trị không đúng hay sai, về tình yêu không đúng hay sai, về niềm tin. Một số các đấng giáo chủ đó, có một nhóm người này tin, có 1 triệu người tin, có 1 tỷ người tin. Chả nhẽ 1 tỷ người này tin nói 1 tỷ người kia sai sao? Không được. Như vậy cái hiện tượng mà ông thì không bị chống trong khi ông Nguyễn Phương Hùng thì bị chống, nó có nói lên một cái điều là tư tưởng người ta, tư tưởng mọi người ở đây không bị chống nhưng là thường là bị chống bởi những cái mối quan hệ cá nhân. Cái chuyện đó nó có phải là một thực tế không? Tôi nói thêm để cho rõ, ông Nguyễn Phương Hùng, tôi nói là trước đây đã có những ân oán giang hồ, đã gia nhập vào những hội đoàn chống cộng mà bây giờ ông lại nghiêng ngửa qua những cái hoạt động báo chí có vẻ tự do, có vẻ thân thương với những cái người của những người trước đây ông chống, thì ông sẽ bị phản ứng. Tại vì người ta có cái thành kiến trước rồi. Tôi đâu có gia nhập vào nhóm nào đâu. Tôi đâu có chống đối hay là bày tỏ tôi là... Tôi đã nói rằng Dr. Yêu chỉ là một người dùng con mắt của cha trời nhìn vào những sự kiện xảy ra cho quê hương, cho nước Mỹ. Tôi chỉ phân tích ra thôi. Đó. Quay trở lại cái chủ đề của cuộc nói chuyện ngày hôm nay là về cái việc mà 4 nhà báo từ 4 cơ quan truyền thông, từ 3 cơ quan truyền thông khác nhau về Việt Nam làm công việc báo chí lần này. Ông có thể cho một cái đúc kết ngắn gọn về cái việc đó. Thì chớ có ngạc nhiên có một số người chống đối, đúng không ạ? Nhưng đối với tôi phân tích và tôi đã nói rằng có một số người chống đối thì họ có quyền chống đối, cái đó quyền tự do. Nhưng mà tôi nói rằng 4 nhà báo này, trước khi quý vị về tôi có một bài thơ rồi, đúng là chúng ta làm cái bài thơ đó trước rồi sau cái bài thơ này thì hay. Quý vị cho chúng tôi cái nhìn, bổn phận của người đó, nhìn về chính trị của nước Việt Nam đang ở trong một cái tiến trình thế nào. Là một, quý vị cho chúng tôi biết khả năng kinh tế của một quốc gia mà quý vị đang điều, họ đang điều khiển đạt đến mức độ nào, tức là nâng cao cái mức sự sống của người dân tới mức độ nào. Tôi nhìn thấy có rất là nhiều người giàu nhưng mà cũng còn có những người kết chuyện đó rất là bình thường, nhưng mà nói chung trình độ và cái nếp sống của người dân tộc, của những người dân tộc, dân ở Việt Nam đạt đến đâu. Và điều thứ ba, niềm tin và lý tưởng của họ hiện tại và trong tương lai họ sẽ đạt đến mức độ nào. Vì thế tôi đã nói 3 cái chủ đề đó rồi. Thì tôi đã thấy cái ánh sáng của cuối đường hầm. Quê hương này, chuyến đi này sẽ cho tôi nhìn thấy trong vòng 5-7 năm nữa sẽ sáng lạng và rực rỡ.